Vâng, hai hai, chào mừng em quay trở lại với Genshin Impact và chế độ của mình. Đây là cái cầu trầm tiên và thử thách nhỏ. Theo mình thì cái màn chơi ngày hôm nay nó dễ hơn hôm qua. Ok. Trong màn chơi này mình sẽ chọn búp như sau. Đầu tiên đó là Kiều Dương này, Tuôn Trào, Đạn Băng, Sấm Sét. Nói chung là mình chọn hết tất cả những cái búp liên quan đến trụ vật lý. Đó là những cái búp quan trọng nhất. Và bên dưới mình chọn Vạn Tiễn. Trong màn chơi này thì anh em không cần phải sử dụng cái trụ giữ chân luôn. Màn đầu tiên thì anh em gần như có thể nói là hoàn toàn AFK cũng được. Ok. Việc đầu tiên mình làm đó sẽ là dỡ ngay cái trụ vật lý ở đây đi. Sau đó gỡ hết ba cái trụ giữ chân ở đây. Ok. Sau đó lên trên đây mình sẽ xây full tất cả những cái bệ này thành trụ vật lý. Ở trong màn này thì anh em được xây 6 trụ tất cả, cho nên nó rất là mạnh. Màn sau thì anh em chỉ xây được khoảng tầm 5 trụ thôi. Nó bớt một trụ vật lý đi là nó giảm sức mạnh rất nhiều đó anh em. Chỉ mất một trụ thôi. Nhưng mà cái ranh giới giữa việc lọt một con quái và chiến thắng 100% thì nó rất là mong manh. Thì là một cái trụ nó sẽ giải quyết được vấn đề đấy. Ok. Màn sau thì sẽ có cách xây khác nha. Ok. Chúc anh em thành công. Ok anh em, đây là màn số 2, ngôi sao được cháy ở trong cái cầu trầm tiên. Chúng ta được xây 3 trụ, 4 trụ giữ và 3 trụ vật lý. Sau đó thì khi kẻ địch tinh nhuệ nó bị đóng băng nó sẽ hồi nhiều máu hơn. Trong cái màn chơi này thì búp sẽ là Triều Dâng, Đạn Băng, Thanh Tĩnh, Sấm Sét, Phá Giáp, Tầm Xa, Vĩnh Cửu, Phù Ấu và Vạn Tiễn. Tóm lại là vật lý chọn hết, còn lại mấy cái này thì mình chọn sơ sơ như vậy. Ok, màn này thì mình cũng xây như sau. Đầu tiên vào thì anh em cũng xóa ngay cái trụ vật lý ở đây đi vì nó quá xa mà. Sau đó thì anh em hãy chạy theo lên trên đây và xóa hết những cái trụ
giữ chân này đi, chúng ta sẽ chuyển cái trụ giữ chân lên trên. Chúng ta sẽ xây trụ vật lý ở cái đoạn sau cầu này. Đây là một cái chốt chặn, và cái khoảng cách của cái trụ vật lý này nó vừa đủ để có thể tấn công lên phía trên. Ở đây anh em có thể xây 3 trụ hoặc là 4 trụ, tùy. Mình đã thử 2 layout rồi, nó không khác biệt nhiều đâu. Ok, trên này mình sẽ xây tiếp một cái trụ vật lý ở đây. Chỗ này thì mình sẽ xây 4 cái trụ giữ chân như vừa nói ở xung quanh. Cái trụ giữ chân này nó khi mà giữ quân địch tập trung ấy, thì cái đạn bắn vào nó nổ sẽ gây đam AOE, nó dễ bắn trúng hơn. Có một cách khác là có thể xây cái trụ giữ chân nó ở xa, nhưng mà mình thấy cách xây tập trung thì nó có vẻ hiệu quả hơn. Ok, còn lại thì trụ băng và trụ nước thì mình xây như trên video đây. Bây giờ đã hết số trụ rồi. Và có một cái chú ý đó là trong cái màn chơi này, có một vài giai đoạn thì anh em nên sử dụng cái cầu động tiên đạo này để đóng lại. Đó là cái đoạn khi mà mấy con slam xuất hiện ấy. Ok, và sau đoạn đấy thì có mấy con thủ vệ còn một mắt, bọn nó kháng vật lý rất là trâu, nên là anh em có thể sử dụng cái cầu này để có thể tiêu diệt nhanh chúng nó. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi cái series này rất là nhiệt tình. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Chúc anh em thành công nha.